Nga không thể bị cô lập. Đây là tuyên bố mới nhất của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Đánh giá về các biện pháp trừng phạt của nhiều nước phương Tây nhằm vào Nga, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng phương Tây đang thực hiện các hành vi kinh tế tồi tệ chống lại Nga và Moscow sẽ đáp trả. Ông Peskov nêu rõ, có nhiều quốc gia trên thế giới cân bằng hơn nhiều trong chính sách của họ, đôi khi có thái độ phù hợp hơn đối với động lực phát triển của quan hệ quốc tế. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng các nước EU và NATO sẽ nhận ra cách tiếp cận của Nga đối với các vấn đề liên quan. Nga sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của các nước khác nhằm thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine là sự tham gia vào các hành động quân sự. Trong cuộc gặp với các nhân viên hàng không Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh việc áp đặt vùng cấm bay sẽ gây ra hậu quả to lớn và thảm khốc không chỉ cho châu Âu mà còn cho toàn thế giới. Trước đó, các ngoại trưởng NATO đã quyết định không thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. Tổng thư ký NATO khẳng định NATO đã thực hiện những biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm hỗ trợ Ukraine, nhưng NATO không phải là một phần của cuộc xung đột.